Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Mới đây, lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Vĩnh Phúc đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 5 nạn nhân da cam trên địa bàn huyện Sông Lô. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, chăm sóc tốt các con bị nhiễm chất độc da cam. Lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng mỗi hội viên 1 triệu đồng, trong đó 500.000 đồng được trích từ nguồn quỹ của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh, 500.000 đồng trích từ nguồn quỹ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được truyền đạt kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy như những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro cháy nổ tại đơn vị, cơ quan, gia đình, hệ thống văn bản phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại cơ quan đơn vị, các phương án xử lý khi xảy ra sự cố cháy, các loại bình chữa cháy, đồng thời trao đổi, giải đáp các thắc mắc về vấn đề phòng cháy chữa cháy. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình xử lý những đám cháy nhỏ và lớn. Các đại biểu cũng được thực hành cách sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy do xăng dầu gây ra và diễn tập tình huống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc được tập huấn cả lý thuyết lẫn thực hành đã giúp cán bộ của hội nâng cao kiến thức phòng cháy chữa cháy tại trụ sở cũng như có kỹ năng để sử dụng bình cứu hỏa trong các tình huống khẩn cấp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội xã Bổ Lý, huyện Tam Đảo tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong những năm qua, xã Bổ Lý luôn chú trọng triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung đa dạng, hình thức phong phú. Hiện nay trên địa bàn xã đang duy trì hoạt động 15 mô hình về an ninh trật tự, điển hình là mô hình năm tự quản, mô hình thôn Yên Hòa, bình yên văn hóa, thôn Bổ Trong, không tín dụng đen và tệ nạn xã hội, thôn Cầu Trang, tự quản về an ninh trật tự, camera phòng chống tội phạm. Cùng với đó, lực lượng công an xã phát huy vai trò nòng cốt đã chủ động phối hợp với các ngành, tổ chức, đoàn thể triển khai hiệu quả các nghị quyết liên tịch trong phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ dân vay vốn sản xuất kinh doanh thuộc làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đang dần phát huy hiệu quả khi người dân được tiếp cận với vốn vay đã có thêm điều kiện để mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thiện các tiêu chí, xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh trở thành nơi đáng sống, phát triển đồng bộ, toàn diện, bền vững. Ngay sau khi được tiếp cận với số vốn 200 triệu đồng từ chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ dân vay vốn sản xuất kinh doanh thuộc làng văn hóa kiểu mẫu vào đầu tháng 8 vừa qua, gia đình ông Nguyễn Thái Sơn, thôn Hoàng Trung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch đã sử dụng để nhập thêm vật tư nhằm mở rộng mô hình sản xuất, gia công sắt thép cho các công trình xây dựng. Ông Sơn cho biết, với lãi suất phù hợp, ổn định 6,6% một năm, nguồn vốn này thực sự là đòn bẩy để gia đình ông có cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho các lao động tại địa phương. Mặt hàng của tôi sản xuất là sắt thép, cửa sổ, hoa sắt, cổng, mái kính. Thị trường là khắp tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Được cái ngân hàng chính sách hỗ trợ 200 triệu là tôi cũng muốn mở rộng thêm và tạo công ăn việc làm cho bà con ở xóm, ở thôn. Triển khai nghị quyết 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thôn Hoàng Trung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch được phân bổ nguồn vốn 3,5 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ những mô hình có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, giúp người dân có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế. Sau khi nghị quyết được triển khai thì nhân dân rất là phấn khởi và giải ngân đợt đầu. Thì các hộ được vay cũng rất phấn khởi để bắt tay vào để mà triển khai trong cái công tác phát triển kinh tế của hộ. Theo kế hoạch, huyện Lập Thạch được phân bổ 10,5 tỷ đồng để hỗ trợ vốn vay cho các hộ gia đình đăng ký thực hiện mô hình sản xuất theo quy định. Đến thời điểm này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lập Thạch đã giải ngân được gần 5 tỷ đồng cho 27 hộ gia đình cá nhân tại thôn Hoàng Trung, xã Đồng Ích và thôn Vân Nam, xã Vân Trục. Phấn đấu đến hết tháng 8 năm 2023, phòng giao dịch sẽ giải ngân xong 100% vốn được phân bổ. Chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương, tập trung rà soát tất cả các cái hộ mà có cái phương án sản xuất kinh doanh cụ thể. Khi mà hộ vay được tiếp cận đồng vốn thì trong vòng 30 ngày chúng tôi sẽ phối hợp với hội đoàn thể, tổ trưởng để tổ chức kiểm tra đối với các hộ khi được tiếp cận đồng vốn. Để nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lập Thạch tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nắm bắt đầy đủ chủ trương, chính sách của tỉnh, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư, nâng cao thu nhập, góp phần thay đổi diện mạo làng quê, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ngày càng được đầu tư xây dựng hiện đại thì nhu cầu về các dịch vụ tiện ích như trạm dừng nghỉ cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Sự xuất hiện các trạm dừng nghỉ trên cao tốc góp phần nâng cao chất lượng vận tải đường bộ, đồng thời tăng hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trước đây, khi chưa có trạm dừng nghỉ IC4 Tam Đảo Xanh tại nút giao Tam Đảo trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đoạn đường chạy qua tỉnh Vĩnh Phúc khi người dân tự ý phá rào lên cao tốc đón xe khách. Việc đưa vào vận hành hoạt động trạm dừng nghỉ này đã góp phần không nhỏ giải quyết bài toán an toàn giao thông trên tuyến cao tốc này. Thay vì phải lên cao tốc Nội Bài Lào Cai bắt xe, vừa không an toàn cho bản thân, vừa gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khi phải dừng đỗ đột ngột, thì từ khi có điểm đón trả khách IC4 Tam Đảo Xanh, chị Mai cảm thấy rất an tâm và thuận lợi khi đi các tỉnh công tác vì xe xuống đón tận nơi, không phải chờ đợi nguy hiểm trên đường cao tốc như trước. Trước đây khi chưa có điểm dừng nghỉ này, mỗi lần khi tôi đi Lào Cai thì tôi đều phải lên trên đường cao tốc để bắt xe. Biết là vi phạm đường giao thông nhưng mà vì không có xe xuống đón dưới này thì tôi vẫn phải lên. Nhưng từ khi có điểm dừng nghỉ IC4 Tam Đảo Xanh này thì là xe xuống đón trả khách ở dưới này chúng tôi rất là thuận tiện cho chúng tôi. Và thuận tiện hơn là chúng tôi được vào đây mua sắm các sản phẩm của Vĩnh Phúc về làm quà. Không chỉ giúp người dân có nhu cầu bắt xe trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai được thuận lợi an toàn, điểm dừng nghỉ IC4 còn trở thành nơi dừng đỗ, nghỉ ngơi của những lái xe, hành khách suốt một chặng đường dài di chuyển. Chúng tôi là những cái lái xe du lịch chạy tuyến đường dài, ngày nào cũng đi đưa khách đi các tỉnh. Thì trước đây khi chưa có điểm dừng nghỉ IC4 thì chúng tôi cũng vẫn phải dừng nghỉ ở một số cái điểm dừng nghỉ nhỏ. Thế từ ngày có điểm dừng nghỉ IC4 này thì lái xe chúng tôi mỗi một ngày về đây thì cũng có được thời gian khoảng tầm 30-40 phút. Nghỉ lưng thì rất là tốt, đảm bảo cho chúng tôi trong một ngày khi mà đưa khách đi đường dài thì chúng tôi hồi được cái sức khỏe và đảm bảo sự tỉnh táo khi mà tiếp tục cuộc hành trình đưa mọi người đi du lịch. Trước nhu cầu thực tiễn, mong muốn được di chuyển nhanh trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai của một bộ phận người dân, đồng thời tạo điểm nghỉ ngơi cho hành khách lái xe trên chặng đường dài, trạm dừng nghỉ IC4 Tam Đảo Xanh đi vào hoạt động đã tạo ra dịch vụ tiện ích giao thông có quy mô của tỉnh, đã phần nào cùng tỉnh giải bài toán mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn chạy qua tỉnh Vĩnh Phúc, nhất là khi người dân tự ý lên đón xe dọc tuyến. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và giảm thiểu tai nạn giao thông.